Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thạch Linh Channel. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ và thật hiệu quả. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào tín hiệu chuông để chúng tôi có thể gửi đến các bạn những video mới và hay nhất về phong thủy. Ngoài ra, nếu thấy video này hay và bổ ích, các bạn đừng ngần ngại, hãy like và chia sẻ video này đến những người thân yêu của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về chủ đề chính ngày hôm nay nhé! Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Mình là Bạch Dương, hiện mình đang phụ trách tại hệ thống cửa hàng đá quý phong thủy Thạch Linh thuộc Trung tâm Phong thủy Đông Phương Việt. Ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về chủ đề Phật bản mệnh cho người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Qua video này thì các bạn sẽ nắm được các kiến thức cơ bản về thứ nhất, Phật bản mệnh là gì? Thứ hai, vị Phật nào độ mệnh cho người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967? Thứ ba, mình xin giới thiệu với các bạn một số mẫu Phật bản mệnh từ đá tự nhiên tốt nhất cho người tuổi Đinh Mùi. Thứ tư, mình xin chia sẻ với các bạn một số lưu ý khi sử dụng Phật bản mệnh sao cho có tác dụng tốt nhất, đem lại hiệu quả cao nhất. Trong sách pháp Uyển Châu Lâm của nhà Phật có viết, bên ngoài cõi Diêm Phù Đề, bên trong bốn biển có 12 loài thú được Bồ Tát giáo hóa. Khi cõi người mới sinh ra, Bồ Tát phân nhiệm vụ những loài thú này đến bảo hộ, nhận được lợi ích nên 12 con giáp cũng dựa vào đó để đề ra. Mỗi con giáp sẽ thuộc quản lý và nhận được sự độ mệnh của một vị Phật khác nhau. Những vị Phật này sẽ đến bảo hộ và mang lại may mắn, sức khỏe, thành công cho những con giáp này. Phật bản mệnh gồm 8 vị chủ tôn, thường được gọi là Phật hộ thân, thông qua 12 nhân duyên, thiên can, địa chi và 5 yếu tố cơ bản, đất, nước, gió, lửa, không khí. Phật giáo Mật Tông đưa ra thuyết 8 vị bản tôn, chủ quản 12 con giáp, Mật Tông thường gọi là 8 thần hộ thân hay 8 Phật độ mạng. Đó là những vị Phật, thứ nhất Phật A-di-đà, thứ hai Phật Như Lai Đại Nhật, thứ ba Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, thứ tư Phật Hư Không Tạng Bồ Tát, thứ năm Phật Văn Thù Bồ Tát, thứ sáu Phật Phổ Hiền Bồ Tát, thứ bảy Phật Đại Thế Chí Bồ Tát và thứ tám là Phật Bất Động Minh Vương. Như vậy thì mỗi người, mỗi con giáp đều có một vị Phật bản mệnh riêng, luôn dõi theo, che chở và bảo hộ. Phật Như Lai Đại Nhật chính là vị Phật luôn ở bên, độ mệnh cho người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Trong Phật giáo Tạng truyền, hình tượng thường thấy của Phật Như Lai Đại Nhật là Ngài có sắc thân màu trắng, bốn mặt, hai tay kết ấn thiền định, cầm bát bảo pháp luân, thần thái khoan thai, nhìn về khắp bốn phương. Ngài khoác áo choàng vải bằng lụa, có đầy đủ sự trang nghiêm, ngồi xếp bằng trên tòa hoa sen. Phật Như Lai Đại Nhật giống như mặt trời của nhân gian, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, hiền ngu, tốt xấu. Ngài là bản tôn, đồng thời còn là Phật căn bản tối thượng, được mật giáo cung phụng. Những người sinh năm Đinh Mùi sẽ nhận được sự phù hộ, độ trì của Ngài, vị thần tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ. Ngài sẽ mang đến cho bạn sức mạnh của ánh sáng và tri thức, giúp bạn vượt qua mọi khổ đau, bi ai trong cuộc sống, có thể nắm bắt được những nét tinh hoa của vạn vật, dũng cảm tiến lên phía trước để đến với chân trời của ánh sáng và niềm vui. Khi được Ngài độ mệnh, cũng giống như được quý nhân phù trợ, khiến cho sự nghiệp, thành tựu, làm nên nghiệp lớn. Người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, có ngũ hành nạp âm là Thiên Hà Thủy. Để kích hoạt tài vận thì nên sử dụng các mẫu Phật bản mệnh như Lai Đại Nhật từ đá tự nhiên có màu trắng, xám, ghi là những màu thuộc mệnh kim. Trong phong thủy,
kim sinh thủy, nên khi sử dụng các mẫu Phật bản mệnh như Lai Đại Nhật từ đá tự nhiên có những màu này sẽ giúp kích thích năng lượng bản mệnh phát triển, từ đó hỗ trợ cuộc sống, công việc được thuận lợi, mở rộng và phát triển. Ngoài ra, các bạn còn có thể sử dụng các mẫu Phật bản mệnh như Lai Đại Nhật từ đá tự nhiên có màu đen, xanh dương là những màu thuộc mệnh thủy, sẽ giúp bổ sung nguồn năng lượng cho chính bản mệnh của mình, từ đó lôi kéo cát khí, mang lại may mắn. Sau đây, các bạn hãy cùng mình theo dõi một số mẫu Phật bản mệnh như Lai Đại Nhật từ đá tự nhiên tốt nhất cho người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 qua video sau nhé. Trước tiên, mình xin giới thiệu với các bạn là mẫu Phật bản mệnh như Lai Đại Nhật đá Agat Trắng. Trong phong thủy, đá Agat Trắng được biết đến là biểu tượng của sức khỏe và trường thọ. Nó có tác dụng rất tốt trong điều trị bệnh ho và nhiều bệnh vùng họng. Thời xưa, người ta còn cho rằng đá Agat Trắng có thể chống được nỗi sợ hãi, làm giảm hiện tượng co giật, chống lại vi khuẩn gây bệnh ở dạ dày. Đá Agat Trắng hấp thu rất nhiều tinh hoa của trời, đất sau hàng triệu năm hình thành, vì thế nó có khả năng chống lại nhiều tia năng lượng xấu, âm khí và ma quỷ, bảo vệ chủ nhân khỏi những tác động xấu từ bên ngoài. Khi đeo mặt Phật bản mệnh như Lai Đại Nhật, đá Agat Trắng sẽ làm tăng kỹ năng giao tiếp, tự tin vào bản thân, xóa bỏ sự tiêu cực trong suy nghĩ. Đá được coi là biểu tượng cho sức khỏe dồi dào, phát triển hưng thịnh và tuổi thọ dài lâu. Thứ hai là mẫu Phật bản mệnh như Lai Đại Nhật đá Thạch Anh Đen. Thạch Anh Đen được biết đến là viên đá của sức khỏe, may mắn, thành đạt. Ngày nay rất nhiều người ưa chuộng đá Thạch Anh Đen vì viên đá này có khả năng kìm hãm hư khí, chấn tà, bảo vệ cho người chủ. Theo các chuyên gia phong thủy, đá Thạch Anh Đen là viên đá tượng trưng cho khả năng phân tích, khai tâm. Loại đá này có tác dụng rất tốt đến tinh thần của con người, giúp chủ nhân hòa đồng với mọi người, xóa tan sự sợ hãi, giúp tâm trạng của chủ nhân luôn vui vẻ, lạc quan. Nhờ vào vẻ đẹp và tác dụng to lớn mà mặt Phật như Lai Đại Nhật từ đá Thạch Anh Đen được rất nhiều người yêu mến, lựa chọn, thường mang bên mình để cầu bình an, may mắn, tài lộc. Thứ ba là mẫu Phật bản mệnh như Lai Đại Nhật Ngọc Phỉ Thúy. Người xưa cho rằng ngọc là vật quý, chỉ có vua, chúa mới được sử dụng. Nó biểu tượng cho quyền lực và sự quý phái. Ngọc phỉ thúy hay còn gọi là cẩm thạch, có chứa một số nguyên tố vi lượng quý. Qua tiếp xúc, cọ sát, những nguyên tố vi lượng này thẩm thấu qua da, giúp hỗ trợ, cân bằng môi trường nội bào, thúc đẩy trao đổi chất, tăng cường miễn dịch, phát triển trí não ở trẻ, giảm nguy cơ mất trí nhớ ở người cao tuổi, chống lão hóa, loãng xương. Ngọc phỉ thúy là loại vật chất tụ khí dương tốt nhất, có tác dụng trừ tà, giải âm, giải độc, thông huyết mạch. Ngọc phỉ thúy mang nguồn năng lượng tích cực, giúp tinh thần sảng khoái, mạnh mẽ, tăng dương khí cho cơ thể, là mẫu Phật bản mệnh từ đá tự nhiên tốt nhất cho người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Như vậy, những người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 đã có thể lựa chọn được cho mình các mẫu Phật bản mệnh như Lai Đại Nhật từ đá tự nhiên tốt nhất cho mình rồi đúng không? Hiện tại, hệ thống cửa hàng đá quý phong thủy Thạch Linh bên mình có sẵn rất nhiều mẫu Phật bản mệnh như Lai Đại Nhật được chế tác từ 100% đá tự nhiên có chất lượng tốt nhất cho người tuổi Đinh Mùi. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, các bạn hãy liên hệ theo số hotline 0986 707 892 hoặc 0911998682 để được tư vấn miễn phí. Để phát huy được những tác dụng như mong muốn, cầu bình an, may mắn, tài lộc, tránh tà ác, gặp hung, hóa cát, thì chủ nhân sau khi thỉnh Phật về cần phải nắm được những nguyên tắc cơ bản sau. Thứ nhất, Phật bản mệnh phải được chế tác từ 100% đá tự nhiên mới đem lại hiệu quả cao. Thứ hai, cần khai quang điểm nhãn thì Phật bản mệnh mới phát huy tác dụng. Thứ ba, khi đeo thì không được để mặt Phật ở những nơi ô uế. Khi tắm rửa thì hãy tháo mặt Phật ra, tránh làm ô uế sự thanh tịnh, cũng như lỡ tay, bất cẩn, làm rơi, vỡ hay làm bẩn mặt Phật. Khi tháo ra thì hãy để Phật bản mệnh ở nơi cao giáo, trang nghiêm.
Thứ tư, Phật bản mệnh là một vật phẩm phong thủy rất linh thiêng, thường được đeo ở cổ, vì vậy đặc biệt kiêng kỵ khi gần gũi vợ chồng, phải tháo mặt Phật ra để nơi trang nghiêm. Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ Phật bản mệnh bằng khăn bông trắng, nước sạch và phấn đàn hương. Có thể kết hợp Phật bản mệnh cùng với các trang sức khác, các loại đá phong thủy hợp mệnh khác đều đồng thời trên người, miễn sao bạn cảm thấy hài lòng, tạo ra tâm lý thoải mái, dễ chịu, an tâm nhất. Trong trường hợp không may Phật bản mệnh bị rơi, vỡ thì các bạn cũng không nên quá lo lắng, không nên dùng chổi quét hay tự ý vứt đi mà hãy dùng khăn hoặc giấy vàng gói cẩn thận, sau đó thả xuống các sông, hồ lớn vào các ngày mùng 1, mùng 3, mùng 5, mùng 7, mùng 9 âm lịch. Khi đeo Phật bản mệnh thì chúng ta cũng nên hành xử đúng đắn, Phật ở trong ta, tâm ta là Phật, tránh ác hành thiện sẽ cho ta gặp nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Trên đây là tất cả những điều cần biết và lưu ý khi sử dụng Phật bản mệnh mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn lựa chọn được cho mình các mẫu Phật ưng ý nhất, đem lại hiệu quả cao nhất. Một điều nữa mình muốn lưu ý với các bạn là khi chọn mua các mẫu Phật bản mệnh, các bạn hãy tìm mua đến những địa chỉ uy tín, tin cậy, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái hay các mẫu Phật từ đá kém chất lượng sẽ không đem lại hiệu quả cao mà còn phản tác dụng, tích tụ thêm tà khí. Các bạn có thể tham khảo các mẫu Phật bản mệnh như Lai Đại Nhật, được chế tác từ 100% đá tự nhiên, có chất lượng tốt tại hệ thống cửa hàng đá quý phong thủy Thạch Linh bên mình. Đặc biệt, khi mua các mẫu Phật bản mệnh tại hệ thống bên mình, các bạn sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi lớn. Thứ nhất, các bạn sẽ được miễn phí khai quang vị Phật. Đây là một điều rất quan trọng mà mình đã nêu ở bên trên. Thứ hai, các bạn sẽ được miễn phí gửi hàng về tận nhà. Thứ ba, các bạn sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận. Và thứ tư, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì chế độ bảo hành của hệ thống bên mình cho các mẫu Phật bản mệnh lên đến 1 năm. Phong thủy Thạch Linh, vững tin là địa chỉ tin cậy để bạn trao niềm tin, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn giá trị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và các bạn hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Thạch Linh Channel nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.